Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái phần mềm, một cái ứng dụng bảo vệ hình ảnh và video trên Android. Đấy, thì đây ứng dụng này có thể coi là một cái két sắt mềm trên hệ điều hành Android. Đấy. Thì đầu tiên là các bạn sẽ vào CH Play để tải về. Đấy. Thì phần mềm này có tên là School Lock. Đây được coi là một cái két sắt trên Android. Ứng dụng này sẽ giúp cho các bạn bảo vệ các cái file hình ảnh và video. Chúng ta vào Google Play tải về. Chương trình này nó nhẹ rồi, nó chỉ rơi vào tầm độ 40,5 thôi. Đã thành công. Đây, chương trình đã cài đặt xong. Các bạn mở lên. Đấy. Đầu tiên các bạn là sẽ tạo một cái mã pin để truy cập được vào phần mềm. Chúng ta nhập lại mã pin. Đấy. Sau khi mà tạo xong mã pin thì các bạn sẽ điền một cái email vào đây. Đấy, các bạn sẽ điền một cái email để có thể khôi phục lại mã pin khi mà trong cái trường hợp mà các bạn có bị quên mật khẩu. Đấy, ok. Sau khi mà đã tạo xong này thì đây chính là giao diện chính của ứng dụng, gồm 3 phần: hình ảnh, video và đây là thùng rác. Thì các bạn có thể tạo thêm các cái thư mục vào trong này. Để tạo thêm thư mục thì các bạn kích vào đây. Đối tượng đầu tiên, sau đó các bạn nhập tên thư mục vào, sau đó các bạn chọn create. Hoặc các bạn cũng có thể đổi tên, các bạn giữ một lúc lâu vào tên thư mục, sau đó các bạn chọn rename. Hoặc xóa thì các bạn giữ vào thư mục, sau đó các bạn chọn delete. Đấy, mình sẽ thêm một cái file. Giả sử ở đây mình có một cái file hình ảnh và mình sẽ cất cái hình ảnh này vào trong School Lock. Mình sẽ kích vào biểu tượng thêm ảnh. Còn nếu muốn thêm video thì các bạn kích vào thêm video ở đây. Mình sẽ thêm ảnh. Sau khi thêm xong thì các bạn ấn nút khóa. À, mình sẽ nói là sau khi mà thêm xong thì các bạn đã chọn tích vào cái biểu tượng này để chọn ảnh, sau đó các bạn ấn nút khóa và chọn lock, và như vậy là đã thành công. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra lại trong cái trình duyệt cái trình quản lý file thì cái mục hình ảnh ở đây nó đã bị mất và nó đã được chuyển vào cái school lock. Trong trường hợp mà các bạn muốn khôi phục lại hình ảnh vào cái vị trí cũ của nó thì các bạn chỉ cần bạn chọn ảnh. Đấy, sau các bạn chọn cái biểu tượng mở khóa này. Đấy. Hoặc để mình sẽ thử trước. Unlock. Và như bạn có thể thấy đây hình ảnh lại quay trở lại cái vị trí cũ của nó. Nó được hiện lên. Ok.
ngoài những cái thao tác đấy ra, các bạn có thể chuyển nó sang thư mục khác hoặc là chia sẻ đấy. Mình chuyển nó sang download đấy. Hoặc các bạn có thể xóa ở trong School Note. Thì sau khi mà xóa thì nó sẽ chuyển cái ảnh đấy vào thư mục chat. Nên các bạn muốn xóa lần nữa thì các bạn vào chat, sau đó các bạn ấn xóa một lần nữa. Vậy là mình xóa thành công. Mình có một cái lưu ý là khi mà các bạn không sử dụng, các bạn muốn gỡ bỏ Skunk thì các bạn nên chuyển lại tất cả các cái file hình ảnh và video có trong Skunk sang các thư mục khác bên ngoài phần mềm. Tại vì khi các bạn gỡ bỏ Skunk thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là bạn sẽ xóa hết tất cả các dữ liệu ở trong cái ứng dụng này. Đấy, thì đây là một cái lưu ý mà mình muốn nhắc nhở các bạn. Một cái lưu ý thứ hai nữa là trong trường hợp bạn quên mã pin. Đấy, thì các bạn vào phần Forgot pin. Đấy. Ok. Thế là đây chương trình sẽ gửi một cái sẽ gửi mã pin vào cái địa chỉ email mà các bạn đăng ký. Đấy, thì sau đấy các bạn chỉ việc vào email, check mail thì các bạn có thể lấy lại được mã pin. Trên đây là các cái hướng dẫn của mình về cái ứng dụng bảo vệ hình ảnh và video, ứng dụng SchoolNote. Chúc các bạn thành công.